Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh để xem video tiếp theo miễn phí. Cây huyết dụ và 14 tác dụng chữa bệnh không ngờ. Cây huyết dụ được trồng làm cảnh rất phổ biến ở nước ta. Theo phong thủy còn ý nghĩa bảo vệ các thành viên trong gia đình khỏi mọi thế lực của ma quỷ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rễ, lá và hoa của cây là một trong những vị thuốc dân gian chữa bệnh tuyệt vời. Ngay sau đây, Khỏe Đẹp Online xin giới thiệu đến bạn đọc những công dụng của cây này được dùng trong y học cổ truyền. Cây huyết dụ là gì? Còn có tên gọi khác là thiết dụ, phất dụ, hồng trúc. Tên khoa học là Cordyli terminalis, thuộc họ huyết dụ. Mô tả, cây huyết dụ là một loại cây thuốc quý có thân mảnh lâu năm, cao từ 1 đến 3 mét. Thân cây phân nhánh, toàn thân mang nhiều vết sẹo do lá đã rụng. Lá cây mọc thành lùm ở trên đỉnh, hình dạng mắt rộng, có màu xanh hoặc màu đỏ tía. Phần đuôi lá bao lấy thân. Lá không có cuống, dài từ 20-35cm và hẹp từ 1-4cm. Hoa mọc nhiều trên đỉnh nách lá. Hoa nhỏ có màu đỏ nhạt đến màu tím, thường nở vào mùa đông. Bầu 3 ô, mỗi ô chứa một tiểu noãn và vòi. Quả mọng hình cầu, màu đỏ. Ở nước ta có hai loại huyết dụ, lá đỏ cả hai mặt và lá một mặt đỏ một mặt xanh. Cả hai loại đều được dùng làm thuốc nhưng loại hai mặt đỏ tốt hơn. Phân bổ và thu hái. Cây có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới và được trồng làm cảnh phổ biến trên khắp nước ta. Cây huyết dụ thường được thu hái vào mùa hè khi trời khô ráo. Dùng dao cắt lấy lá, bỏ lá sâu, lá dập, có thể dùng tươi hoặc đem phơi khô cất dùng dần. Rễ cây được đào lên, rửa sạch, phơi khô, có thể thu hái quanh năm. Thành phần hóa học, hiện tại chưa có nghiên cứu nào cụ thể chỉ ra thành phần trong cây huyết dụ, chỉ mới thấy được có sắc tố anthocyanosis. Trong đông y, huyết dụ có vị nhạt, tính mát, có tác dụng làm mát máu, bổ huyết, cầm máu, giảm đau phong thấp và chữa các bệnh về máu. Tác dụng chữa bệnh của cây huyết dụ: 1. Chữa sốt xuất huyết. Lấy mỗi thứ từ 10 đến 16 gram gồm lá huyết dụ, hoàng bá, huyền sâm, hạt muồng sao, sinh địa, đơn bì, cỏ nhọn nồi, ngưu tất, đan sâm, xích thước, chắc bá sao, sắc uống mỗi ngày một thang. 2. Trị kinh nguyệt không đều. Lấy 30 gram lá huyết dụ và 30 gram vỏ rễ cây dâm bụt, sắc lấy nước uống mỗi ngày cho đến khi tình trạng kỳ kinh đều thì dừng lại. 3. Trị trĩ nội, hậu môn bị lở loét, dùng 30 gram lá huyết dụ tươi, 20 gram lá sống đời, 20 gram xích đồng nam, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia từ 2 đến 3 lần trong ngày. 4. Chữa ho ra máu, lấy 10 gram lá huyết dụ, 8 gram cây rẻ quạt, 4 gram thải lài tía, 4 gram chắc bách diệp sao đen, tất cả đem phơi khô, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia uống từ 2 đến 3 lần trong ngày. 5. Chảy máu cam, chảy máu dưới da, dùng 30 gram lá huyết dụ, 20 gram cỏ nhọn nồi và 20 gram lá chắc bách diệp sao cháy, đun lấy nước uống cho đến khi khỏi hẳn thì dừng lại. 6. Trị đi tiểu ra máu, lấy 20 gram lá huyết dụ tươi, 10 gram rễ cây giang, 10 gram lá lẩu, 10 gram lá cây muối, 10 gram lá tiết dê, tất cả rửa sạch, tráng qua nước sôi và để ráo nước, giã nát, vắt lấy nước cốt uống. 7. Chữa chứng rong kinh, băng huyết. Bài thuốc 1. Dùng 20 gram lá huyết dụ tươi, 10 gram rễ cỏ chanh, 10 gram đài tồn tại của quả mướp, 8 gram rễ cỏ gừng rửa sạch, thái nhỏ cho vào sắc cùng với 300ml nước cho đến khi còn 100ml nước, chia uống 2 lần trong ngày. Bài thuốc 2. Lấy 20 gram lá huyết dụ tươi, 10 gram cành tử tô, 10 gram hoa cau đực và một ít tóc đốt thành than. Tất cả lá thái nhỏ trộn đều rồi sao vàng cho tất cả, sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang. 8. Chữa đại tiện ra máu tươi, cho 20 gram lá huyết dụ, 15 gram cỏ nhọn nồi, 15 gram rau má khô, 10 gram khổ sâm, đun với 700ml nước cho đến khi còn 300ml nước, chia uống 2 lần trong ngày. 9. Chữa bệnh á sừng, lấy nửa nắm lá huyết dụ, một nắm lá đinh lăng, rửa sạch nấu với 600ml nước cho đến khi còn 300ml nước thì thêm một ít cam thảo vào, chia uống trong ngày, uống liên tục từ 5 đến 7 ngày. 10.
Trị phong thấp đau nhức dùng 30g cả rễ lá hoa của cây huyết dụ, 15g huyết giác sắc lấy nước uống mỗi ngày một thang, chia uống 2 đến 3 lần trong ngày. 11. Chữa kiết lỵ, lấy 20g lá huyết dụ tươi, 20g lá rau má tươi, 12g cỏ nhọ nồi tươi rửa sạch để ráo giã nát vắt lấy nước cốt uống ngày 2 lần. 12. Trị trĩ nhẹ, dùng 20g lá huyết dụ tươi rửa sạch, đun với 200ml nước cho đến khi còn 100ml nước, chia uống trong ngày. 13. Chữa xuất huyết tử cung, lấy 40-50g lá huyết dụ tươi sắc nước uống, hoặc dùng từ 20-25g lá huyết dụ, hoa huyết dụ khô, đun nước uống trong ngày. 14. Chữa bệnh bạch đới, khí hư, 40g lá huyết dụ tươi, 20g lá băn, 20g lá bỏng sắc uống mỗi ngày một thang, chia từ 2 đến 3 lần trong ngày. Lưu ý, không nên dùng lá huyết dụ trước khi sinh hoặc sau khi sinh mà còn sót rau, như vậy cổ tử cung sẽ co thắt lại mà huyết vẫn không cầm được. Những bài thuốc trên chỉ mang tính chất tham khảo, người bệnh nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi áp dụng. 9 tác dụng chữa bệnh không thể bỏ qua của ngọn và hoa bí đỏ. Rau bí, hoa bí đỏ có ít nhất 9 tác dụng chữa bệnh tuyệt vời. Đó là lý do được chuyên gia đông y gọi nó là món rau toàn năng, chất dinh dưỡng cao hơn mọi loại rau khác. Ở trong vườn rau của người Việt có rất nhiều loại thực phẩm không chỉ có giá trị cung cấp nguồn dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể mà còn là những vị thuốc quý. Trên thực tế, kể cả những thứ gần như bỏ đi hoặc ít khi sử dụng đến cũng có thể chế biến thành một vị thuốc với giá trị chữa bệnh hoặc hỗ trợ bảo vệ sức khỏe rất cao. Một món rau có tác dụng được chuyên gia đông y khen là vượt trội đó chính là hoa bí và ngọn bí đỏ, bí ngô. Có thể bạn sẽ phải ra vườn tìm ngay ngọn và hoa bí đỏ khi biết rõ những tác dụng tuyệt vời sau đây. Hoa bí đỏ là món rau toàn năng trên bàn ăn. Nhiều chuyên gia dinh dưỡng nói không quá lời rằng hoa bí đỏ là loại thực phẩm rau toàn năng vì nó có chất dinh dưỡng cao hơn tất cả các loại rau. Không những thế, đây là còn thứ tinh túy nhất trên cây bí đỏ, không chỉ ăn ngon mà còn là một vị thuốc rất quý giá. Phấn hoa bí đỏ được nghiên cứu và công nhận trên toàn thế giới về những tác dụng tuyệt vời trong việc chăm sóc sức khỏe, cải thiện giấc ngủ, bảo vệ mạch máu, tim mạch, tăng trí thông minh, cầm máu nhanh và tăng cường sức mạnh thể chất. Cả hoa bí đỏ còn tươi và hoa phơi khô đều có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu sưng, cầm máu, thường được chuyên gia đông y sử dụng để điều trị ho, vàng da và bệnh kiết lỵ. Hoa bí đỏ còn có tác dụng giúp điều trị viêm kết mạc, viêm vú và các chứng xưng viêm. Nó chứa chất carote giúp điều trị viêm hạch, u limpo ác tính và các mầm bệnh ung thư khác. Ngọn bí đỏ, rau bí là một vị thuốc quý giá. 1. Điều trị các loại vết thương do bỏng. Xay nước ngọn bí thành sinh tố rồi bôi lên vùng bị bỏng, mỗi ngày nhiều lần để vết bỏng nhanh nguội, đỡ ráp, nhanh khô miệng. 2. Điều trị táo bón. Ngọn bí đỏ rất giàu protein và các axit amin cần thiết cho dạ dày, đồng thời chứa nhiều chất xơ thô cho phép tăng cường nhu động ruột, tăng cường khả năng hoạt động của dạ dày và cả hệ tiêu hóa. 3. Điều trị đau dạ dày. Xay ngọn bí đỏ làm nước ép pha cùng rượu vang đỏ để uống. 4. Điều trị huyết áp. Bệnh nhân cao huyết áp do gan dương thượng gây ra có thể ăn ngọn bí thường xuyên để điều chỉnh huyết áp. Những người cao huyết áp do béo phì, do giảm cân đột ngột hoặc các nguyên nhân khác gây huyết áp cao thì ăn ngọn rau bí không có tác dụng. 5. Điều trị sỏi tiết niệu. Khi bệnh nhân bị sỏi đường tiết niệu ở mức nhẹ, ăn ngọn bí đỏ có thể giúp giảm triệu chứng đau, lợi tiểu và loại bỏ sỏi thông qua bài tiết tự nhiên. Là loại rau lành tính, không độc hại nên có thể ăn lâu dài để loại bỏ dần tình trạng sỏi đường tiết niệu. 6. Làm long đờm. Những chiếc lông tơ nhỏ li ti trên ngọn bí có tác dụng làm thanh phổi hiệu quả, hỗ trợ điều trị bệnh ho có đờm. Ngọn bí đỏ cắt lúc đang tươi nguyên, ngâm rửa sạch sẽ và sử dụng dài kỳ cho người bị bệnh ho liên tục. 7. Cai thuốc lá. Ngọn rau bí đỏ rửa sạch, cắt nhỏ nghiền thành nước ép, thêm chút rượu vang đỏ cùng nước sôi, pha đều để uống thay trà, hoặc cắt một lượng ngọn bí vừa đủ, nấu thành một bát canh, cho thêm một chút đường nấu vừa ăn. Ăn ngọn bí theo cách này giúp loại bỏ chất nicotine, ổn định dây thần kinh, tuy nhiên cần phải ăn nhiều ngày và thường xuyên cho đến khi cảm thấy hết thèm thuốc. 8. Điều chỉnh chứng kinh nguyệt không đều. Phần nước màu xanh lá cây trong ngọn bí có tác dụng hoạt huyết hạ hỏa. Phụ nữ mắc chứng đau bụng kinh nên thường xuyên nấu nước ngọn bí đỏ để uống. 9. Giảm chứng mệt mỏi lao lực nóng trong. Ngọn bí đỏ có tác dụng làm dịu dạ dày, thông kinh lạc, trị hạch phổi và thấp nhiệt, điều trị sốt lao phổi, đường ruột, táo bón, thương hàn, ho, viêm amidan, mắt nhìn mờ.
Xin trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của chúng tôi. Vui lòng đăng ký kênh của chúng tôi để xem video tiếp theo miễn phí.